Hương Yên kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Đau Nhức với bác sĩ Vũ Thu Giang. Và kính thưa quý vị, chương trình Đau Nhức hôm nay, bác sĩ Giang sẽ mang đến một chủ đề khá là thông dụng và nhiều người hay bị đau lắm. Chúng ta cũng rất quan tâm tới cái khu vực này trên cơ thể của chúng ta. Chúng ta nói tới cái lưng nó dính dáng tới cột sống. Cho nên đồng hương chúng ta thì tất cả mọi người đều coi trọng cái cột sống. Mà nếu đau tới lưng rồi khi sợ đủ thứ chuyện, đau dây thần kinh rồi lòi đĩa cột sống, rồi thậm chí cái đau thận hoặc là đau cái gì ở trong lưng. Hôm nay thì bác sĩ Giang sẽ trình bày những chứng đau nhất ở trên phần lưng trên. Lưng trên là ở chỗ nào và đau nhất ra làm sao và chữa trị thế nào thì quý vị lắng nghe chương trình này. Thì trước hết xin chào bác sĩ Giang ạ. Xin chào Hương Yên, chào khán giả của Đài Bí Quang Anh. Dạ, vâng. Hôm nay thì Giang đem đến đề tài đau lưng trên. Thì cái đau lưng trên đó thỉnh thoảng mình cũng gặp bệnh nhân bị như vậy. Cái lý do mà đau như vậy thì đa số là bệnh nhân nằm ngủ, nằm quay. Cái giống như cái lưng thì mình để thẳng nhưng mà cổ, cái đầu mình thì lại quay qua một bên. Mà nhiều khi hay là nằm nghiêng qua một bên thì nó dễ làm lệch cái xương lưng ở giữa, cho nên lưng trên hoặc lưng giữa nó gọi cùng tên, hoặc là nó làm cho cái cơ một bên nó bị cứng hơn so với cơ bên kia thì nó cũng làm cho lệch. Như vậy có nghĩa là nằm ngửa thì đầu cũng phải ngửa phải không ạ? Cho nó tốt đầu hơn, thì ngửa tốt hơn, đừng có mà nằm ngửa mà đầu quay qua một bên, vậy thì nó sẽ dễ bị đau. Dạ, dễ vâng. Bị đau cái tại vì nó sẽ làm không có cân bằng cái cơ của mình nha. Hương Yên nghe bác sĩ Giang nói là thỉnh thoảng có một số bệnh nhân bị, nhưng Hương Yên nghi rằng là vừa rồi có một số nhiều cho nên bác sĩ Giang mang bệnh này lên phải không ạ? Dạ. Giang có một số người là thức dậy là cứ đau cái chỗ đó mà phải giãn một thời gian hoặc là một lúc thì mới là ok trở lại. Và cũng có một số người là đau triền miên, lúc ngồi là cứ thấy đau, đau liên tục. Cho nên là cũng tùy theo nữa, tại vì có cái tư thế ngồi nó cũng gây ra đau. Tại vì có những người ngồi mà giống như cái người cứ khòm ra đằng trước, cái đầu cứ ra đằng trước á, thì nó cũng làm kéo cái cơ, cho nên là cũng bị cái chứng đau lưng trên. Có những người bị đau lưng dưới, xong rồi cái lưng dưới nó không có thẳng á, nó gây ra đau cái lưng trên thêm. Cho nên là vừa đau lưng dưới vừa đau lưng trên. Nhưng mà hỏi bác sĩ Giang một chút đó, nói lưng trên, lưng dưới, lưng trên là chỗ nào? Giang có đem cái hình theo thì giải thích dạ vâng. Dễ hơn. Tại dạ vì vâng. Thực sự nếu mà mình coi cái hình thì mình có thể biết được. Cái hình này thì nó là những cái cơ của các cái lưng. Này vừa lưng dưới và vừa lưng trên nó chưa có định ra. Nhưng mà Giang có một cái hình nữa thì nó cắt ra. Đó là cái đau lưng trên đó. Là thường là cái chỗ đó, cái điểm đó là những cái điểm mà bị đau nhiều. Thì nó không hẳn là đau ngay chính giữa, nó có thể đau lệch qua một bên, nó gần cái bả vai của mình hơn. Và đây là cái khu đó lưng là trên cái đó, khu lưng trên, đúng rồi. Cái đó thường cái nó gọi là cái cơ đó nó gọi là trapezius. Cái cơ này á, nó hình giống như hình thoi. Và nó là điều khiển cái lưng của mình có thể xoay và có thể cúi xuống. Cho nên cũng dễ làm cho mình bị đau cái lưng trên đó. Nhưng mà cái chỗ đỏ là gì mà chỗ đen là gì ạ? Cái chỗ đen là cái những cái gọi là trigger point, là cái điểm, những cái huyệt của nó. Còn cái chỗ đỏ là những cái referring pain, là cái đau nó có thể chạy lên trên đó. Và có những người là cứ cứng cái cơ, cứng ở ngay cái chỗ đỏ đỏ đó nhiều hơn. Còn cái hai cái điểm kia là hai cái điểm mình giống như đau nhói á, mình dạ ấn vô thì họ sẽ cảm thấy hơi nhói thốn ở ngay đó. Như vậy thì Hương Yên phải hỏi lại bác sĩ Giang cho kỹ đó, là chúng ta nói là đau lưng trên là đau cái gì? Đau cơ hay đau gân hay là đau khớp xương hay là lòi hay là thần kinh hay là cái gì chỗ đó? Cái chỗ đó là thường là nó là cơ bắp nhiều lắm. Cái cơ của mình là giống như mấy cái người mà tập nhiều á thì sẽ có cái cơ rất là chắc và ở đằng sau cái lưng của mình. Nhưng mà thường á, thì những cái người mà bị đau cái lưng trên á, là đa số là cái cơ. Nhưng mà cái cơ đó nó bị đau là do cái nguyên nhân mà chính của nó lại là do lệch cái xương sống của mình. Có những người ngồi cái trẹo trẹo nghiêng nghiêng cũng bị, hoặc là người khom khom cũng bị. Thì đó là những cái nó làm cho, hoặc là cái giống như Giang nói, cái cổ cứ quay qua một bên. Ngủ hoặc là ngồi hoặc là như thế nào đó thì cũng có làm cho nó không có cân bằng. Thì đó cũng là một cái nguyên do gây ra. Nhưng mà là cái chính là cái cơ nó bị cứng,
rồi cái xương nó bị lệch. Có khi xương nó lệch trước, nó gây, nó ra, gây ra cái cơ nó bị mất cái thăng bằng, mất cái cân bằng. Thì khi mà mất cái cân bằng á, thì nó sẽ làm cho cái cơ nó bị đau, nó cứng qua một bên, còn một bên thì nó bị yếu. Dạ, rồi còn nếu mà những cái người nào mà bị, có những người là bị kẹt tại cái cơ trước, xong rồi nó làm kéo luôn cái xương đi lệch qua. Dạ, cho nên nó có thể có cái này trước, cái kia trước, nhưng mà nó vẫn là cơ và xương thật sự nó hoạt động với nhau. Dạ vâng. Nhưng mà xin hỏi bác sĩ Giang nữa đó, là Hưng Yên có một cái cảm quan mà chúng tôi thì đánh giá cảm tính đó, là cái gì mà dính tới cơ thì hình như nó dễ hơn là dây thần kinh, rồi gân, rồi dây chằng, rồi là tới xương, hay là hẹp cột sống, lòi đĩa vân vân. Thì cái cơ đó ngay chừng là có vẻ như là nó dễ thở hơn những cái chứng kia, phải không ạ? Cái này thật sự chữa rất là nhanh. Có những người dân chỉnh chừng 2-3 lần là họ ok luôn rồi. Cho nên là cái này là cũng là một cái tin tức tốt cho ai mà bị cái này. Và cái đau cái lưng trên này á, có những người thì cũng có đau xuống tay, cũng bị ấn lên cái dây thần kinh, nhưng mà cái khả năng mà bớt đau xuống cũng nhanh hơn là đau ở cổ hoặc đau ở lưng. Tại vì thường á, cái lưng trên này nó có rất là, như Giang nói, nó có rất là nhiều cái muscle, cái cơ bắp ở xung quanh. Cho nên để mà cái khả năng nó bị lòi đĩa cột sống á, rất là ít. Cho nên là khi ngay cả nó có thì nó vẫn có rất là nhiều cái cơ bắp xung quanh để mà nó bảo vệ. Cho nên là thường là họ cũng không có đến nỗi nào mà bị nặng như là cổ. Cổ với lưng, lưng á, thì nó bị nhiều, lưng dưới á, thì nó bị nhiều là tại vì thường là mình nguyên cái lực của mình chịu ngồi là nhiều, nó chịu lên đó nhiều. Và còn cái cổ á, thì là cái đầu của mình, rồi mình nó quá là xoay chuyển nhiều quá đi nên cái cổ dễ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Cái lưng trên thì nó bị, nhưng mà thường á, thì chữa thì nó nhanh hơn. Nhưng mà cái này thì Hưng Yên hỏi thêm nữa, kính thưa quý vị, thì nói tới lưng trên, lưng dưới, thì nếu mà bị cùng một chứng bệnh như vậy thì cái trên, cái dưới, cái nào khó chữa hơn? Thường thì cái nào cũng chữa được. Cái khó hay là không khó là do cái cơ thể của người. Có những người họ quá là yếu, cái cơ bắp của họ quá yếu, hoặc là họ bị lâu năm thì nó sẽ khó hơn là cái người mới bị. Còn cái có những người bị đau lưng dưới nhưng mà cũng là những cái triệu chứng nhẹ thì vẫn chữa dễ như thường. Cho nên là cũng ăn thua theo cái trường hợp, mỗi trường hợp, mỗi cái case nó khác nhau. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi thấy quý vị đang thấy tấm hình lúc nãy đó, là chúng tôi thấy là rõ ràng nhất cái vị trí của cái lưng trên. Quý vị xem một lần nữa tấm hình này, quý vị thấy, thì xin bác sĩ Giang giải thích thêm ạ. Thoracic á, là cái chỗ đó, cái chỗ mà hay đậm lên á, là cái chỗ mà hay bị ảnh hưởng là cái lưng trên. Khi mà cái lưng trên á, bình thường á, là cái xương nó phải thẳng giống như vậy. Cái xương dưới nó, cái đó là cái xương dưới á, thì nó cũng thẳng, xương cổ cũng thẳng, thì cái đó là bình thường, một cái người bình thường. Thì cái vùng đó là cái vùng mà Giang nói là cái lưng trên đó. Giang có đây một tấm hình nữa, đó là cái hình đó, thì có cái hình đầu tiên á, là cái hình bình thường, và cái hình kế nữa là cái hình mà bị lệch á, thì thấy nó hơi nghiêng nghiêng sẹo sẹo. Thì giống như là mình vẫn hay nói là misalignment, hoặc là gọi là bị lệch xương sống. Thì giống như là cái xe mình chạy vậy đó, thì bốn bánh nó thẳng hàng với nhau á, thì mình chạy nó không có mòn cái bánh xe. Nhưng mà khi mà cái mà nó không có thẳng hàng với nhau á, thì mình khi mình vận động á, thì nó sẽ yếu hơn là cái bình thường. Và giống như cái xe mà nó misalignment, nó không có thẳng, bốn bánh nó không thẳng nhau, chạy nó rung, đúng không? Thì cũng như cái cơ của mình, khi mà nó không có thẳng với nhau á, thì nó sẽ có gây ra được một cái mà mình phải nói là nó không có đủ cái function của nó. Nó giống như không có chức năng, cái chức năng của nó không có đủ cái chức năng bình thường của nó. Giống như đáng lý bình thường nó có thể làm được những cái đó, nhưng mà nó làm ít hơn, thì nó sẽ gây ra cái cơ nó có những cái sự thiếu cái sự cân bằng. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi thấy cái phần lưng trên đó
thì nghe chừng bác sĩ Giang nói thì cái chứng đau cái cơ trên, chúng tôi không nói tới dây thần kinh cũng như là không nói tới lòi đĩa cột sống, nhưng mà nói với chủ đề ngày hôm nay đó là đau cái cơ phần lưng trên, thì nghe chừng có thể như bác sĩ Giang nói là chữa vài ba ngày thôi thì có thể khỏi. Nhưng mà Hưng Yên đi, nếu mà đi tập thể dục đó, đi workout đó, thì thấy mấy cái hồ nước nóng đó, thì nếu mà bị cái này mà đưa vào hồ nước nóng sụp kiểu đó mà nó cũng giúp đỡ không, và nó có đúng là nó giúp hay là chỉ có cảm giác thôi? Thực sự là cái đó là cái tốt, tại vì khi mà cái cơ nó bị cứng thì mình nên muốn làm cho nó giãn ra, cho nên ngay cả mình đi trong cái hồ mà nó có nước nó phun ra ngay cái chỗ lưng, cái chỗ mình đau á, cũng tốt lắm. Hoặc là nếu mà mình tắm á, mình tắm mà mình để nước hơi nóng nóng á, mình cho nó xịt ngay cái chỗ đó cũng tốt. Hoặc là mình có ai á, ấn mấy cái huyệt cho mình cũng đỡ, nó cũng giãn cái chỗ đó. Hoặc là có trái banh tennis á, cái xong mình nằm lên đó mình lăn nó lên lăn nó xuống, thì cái đó cũng là một cách để mình làm giãn cái cơ đó ra được. Tại vì nó bị cứng không à, thường cái chỗ đó sờ vô nó cứng hoặc là nó nhìn nó sẽ phồng lên hơn cái bên kia. Thì đó là mình cũng có thể lăn, nằm lên cái đó xong mình lăn lên lăn xuống, thì nó cũng là một cái cách để mình tự chữa cho mình nếu mà không có ai massage hay ấn mấy cái điểm cho mình. Nhưng mà xin hỏi chị Giang một chút đó, là cái cơ thì chụp X-ray đâu có thấy gì đâu? Thường Giang chụp X-ray Giang vẫn chụp, tại vì có những người họ bị có nguy hiểm, tại vì có những người họ bị cancer phổi. Cancer phổi, đúng rồi, cái phổi nó bị cancer. Cho nên là có khả năng là mình chụp nó ra những cái vết, cái dấu. Tại vì có những người bị đau cái đó, nó có cái giống như đau ban đêm, rồi sụt cân. Mấy cái đó thì mình cũng phải là để ý cơ họ có bị cancer hay không. Nhưng mà khi mà Giang chụp X-ray, thường Giang khám thì Giang cũng sờ thử coi cái xương lưng nó có thẳng hàng với nhau không. Là mình đã biết nó lệch hay không rồi, thì mình cũng cho họ biết, ồ cái này nó lệch qua bên phải hoặc nó lệch qua bên trái. Rồi khi mà Giang chụp cái X-ray á, Giang chỉ cho họ, nói nè cái xương nè, nó hồi nãy Giang nói nó lệch ra bên phải, nhớ cái chỗ này nó lệch bên phải. Họ cũng nhìn ra được cái nó đang lệch như thế nào luôn. Thì lúc đó Giang sẽ chỉnh cho những cái người bệnh nhân. Thực sự chụp không phải để chứng minh cái đó, nhưng mà chụp để Giang coi những cái kia có phải mà, là đúng là đau cái cơ này không, hay là cái chứng nó khác có những cái chứng bệnh khác. Có những khi cái họ bị những cái chứng giống như là cái cơ của họ, cái xương của họ, giống như khi đó mình có nói một cái đề tài là nó hóa vôi á, rồi xong rồi nó dính lại thành giống như một cái bamboo, giống như một cái khúc cây vậy đó, dính lại với nhau. Thì đó là một cái mà Giang cũng coi thử coi họ có bị cái đó không, thì mình cẩn thận với họ mấy cái chuyện đó hơn. Nên là coi như lúc mà chụp X-ray thì mình coi những cái điều đó, nhưng mà rồi mình cũng có thể chỉ cho bệnh nhân coi là cái xương họ nó vẹo như thế nào, hoặc nó lệch như thế nào, nó có vấn đề như thế nào. Thì cái đó Giang cũng cho bệnh nhân coi được chính cái xương của họ bên trong nó như thế nào, để mình giải thích được cái bệnh của họ như thế nào. Thì cái người bệnh nhân khi mà đa số mà để mà họ theo cái treatment, cái chữa trị của Giang á, thì họ phải hiểu họ bệnh cái gì trước, rồi họ mới biết là họ làm cái gì ở nhà, họ nên tránh cái gì, họ nên làm cái gì, họ nên đi chữa trị như thế nào. Và cái giảm đau của họ sẽ nhanh hơn là nếu mà mình không giải thích gì, mình cứ để họ vô mình làm, thì nhiều người bệnh nhân họ không có theo được cái chữa trị của nha. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì phải nói rằng là chúng tôi cũng theo mà làm show chương trình này với bác sĩ Giang mấy năm trời rồi đó. Chúng tôi hiểu được là những chứng đau nhức này đó, nó không có ảnh hưởng nhiều tới cái sinh mạng của con người. Đôi khi nó không có gây chết người, ít lắm, nhưng mà nó sẽ gây cho chúng ta sức khỏe yếu đi, chúng ta cảm thấy rất là khó chịu và không có cái linh hoạt trong cuộc sống, và từ từ chúng ta ăn không ngon vì đau nhức, chúng ta ngủ không yên vì đau nhức. Thì bệnh nó sinh ra từ những cái hậu quả đó, chứ không phải sinh ra từ cái đau nhức. Cho nên chúng ta nghĩ rằng chúng ta chủ quan thì thôi, thì cứ đau nhức tí không sao, nhưng mà đêm ngủ, quý vị tưởng tượng thay vì ngủ từ 10 giờ sáng, ngủ một giấc luôn tới 5 giờ sáng, 6 giờ sáng dậy đi tập thể dục, nó khỏe, nhưng mà vì đau nhức cho nên quý vị nửa đêm quý vị thức dậy lúc 2 giờ lại thức thêm một tiếng nữa rồi mới ngủ lại tiếp, thậm chí khó ngủ lại tiếp nữa. Cho nên đó là cái nguyên nhân mà cái thiệt hại mà chúng ta có thể bị phải khi chứng bệnh này, phải không bác sĩ Giang? Đúng rồi, Giang có rất là nhiều người bệnh nhân thực sự ra đau vai cũng bị thức giấc,
Có những người tự nhiên cái đau lưng, đang nằm cái đau thật là đau, quay một cái là đau. Rồi có những người nằm một lúc là bắt đầu cái lưng mà dân chỉ hình chỗ nãy á, nó bắt đầu nó đau lên, người ta phải thức dậy. Thức dậy người ta phải xoay chuyển một hồi mới ngủ được. Có người đau cổ nữa, rồi có những người ngủ ngủ chưa đủ giấc nữa mà bắt đầu đau rồi không có thoải mái được. Thì có những người đau là do cái bệnh của họ trong người, nhưng mà là phải nên luôn luôn cái giấc ngủ là cái quan trọng nhất. Nếu mà mình không có chữa những cái chứng đau của mình thì mình bị mất ngủ, mà mất ngủ thì nó sẽ làm cho mình cái cơ thể mình không thoải mái, thì cái cơ của mình nó lại không hoạt động tốt, thì nó lại làm cho mình mất ngủ thêm. Cho nên có những người là họ bị mất ngủ suốt, nhưng mà đi chữa vài lần thì cái có chú kia chú nói trời ơi hôm qua ngủ ngon quá bác sĩ, nhưng mà mình không phải chữa bệnh mất ngủ, nhưng mà cái khi mà mình chỉnh lại cái cơ thể của họ, khi mà tất cả mọi thứ nó cân bằng hết thì máu huyết nó lưu thông, và cũng ngay cả cái chất bổ chất gì hoặc là nó cần những cái dây thần kinh nó như thế nào nó đi đều nhau hết thì cũng rất là thoải mái. Cho nên vâng, cái chứng mất ngủ nó cũng hết luôn. Dạ. Nhưng mà mình không chữa. Nhưng mà kính thưa quý vị, là ông bà mình nói rằng là gọi là ăn được ngủ được là tiên, phải không ạ? Nhưng mà cái câu đó ngủ được á, thì Hương Yên bây giờ thì Hương Yên đồng ý rất là quan trọng, nhưng mà ăn được bây giờ cũng chưa chắc, phải không? Bây giờ ăn được mà ăn nhiều quá là cũng không được. Bị mập. Thứ hai, quý vị thấy là khi mà cái thời đại của chúng ta đó, nó phát triển lên rồi, nhất là ở Hoa Kỳ này đó, khi mà đời sống vật chất nó đầy đủ, thức ăn, thức uống nó rẻ, thì ăn bao nhiêu cũng được, không có sợ tốn. Khi mà ở Việt Nam, ông bà mình nghèo quá, ăn đâu phải là đủ, chỉ ăn ba bát, người ta gọi là ra cơm ba bát, thuốc ba thang. Ăn ba bát cơm cho thật đầy là coi như là quý lắm rồi. Cho nên ăn được, ngủ được là tiên. Nhưng mà nếu mà ăn được ở đó mà áp dụng vào ở đây đó, mà ăn cho đã đời đó thì không có tốt. Đúng rồi. Chúng tôi quay lại cái chủ đề ngày hôm nay đó, thì thưa bác sĩ, bây giờ chữa trị thì đơn giản hơn phải không ạ? Dạ. Thường thì cái này là mình cũng để huyết thác, rồi chạy điện, rồi mà so, ấn mấy cái huyệt, làm giãn mấy cái cơ đó ra, rồi chỉnh, chắc chắn là phải chỉnh. Chỉnh là chỉnh, chỉnh gì xương, ạ? Chỉnh cái xương cho nó cân lại với nhau. Và dân chỉ họ những cái động tác nào để tập. Cái hình nãy là cái xương nó đang lệch, rồi nó qua là cái sau trước khi chỉnh và sau khi chỉnh đó. Trước chỉnh khi chỉnh thấy chỉnh, nó chỉnh mấy lần thì nó thẳng được như vậy. Hương Yên thấy hơi bị khó. Tùy theo cơ thể. Có những người cái cơ thể của họ chỉnh, vừa chỉnh là họ đã thấy nó thoải mái liền rồi. Thì chừng vài lần là ok. Nhưng mà có những người thì cái cơ của họ quá cứng, nó quá lâu ngày thì chỉnh hơi lâu hơn. Thì cũng thách cũng khoảng 4 tuần nếu mà những cái cơ mà nó khó để do dân chỉnh. Nhưng mà cái đó là một trong những cái mà mình có thể giúp được bệnh nhân rất là nhiều. Rất nhiều bệnh nhân bị cái này. Về nhà thì tập cái gì? Cái đau này á, thì trước hết á, là về nhà giống như mình cũng phải để ý. Giống như mình hay nghe điện thoại mà cứ kẹp cái dây này á, là nó sẽ làm không có balance cái xương. Cho nên là tránh mình dùng headset để cho nó ấy, nó cân bằng hơn. Hoặc là nếu mà mình ngồi á, thì ngồi cho nó thẳng. Cái ngồi đó là sai rồi đó. Nhìn thấy cái kiểu này là cái kiểu mà giống như mình dễ bị đau lưng luôn á. Kiểu rồi này xong là kiểu của mấy người biên tập nêu tin tức ở đài hay ngồi. Làm nhiều quá cái ngồi mệt quá cả nhà. Khi mà mình khiêng một cái gì nặng, đừng có khiêng giống như để trên cái vai mình mà mình khiêng, thì luôn luôn có một người giúp đỡ để cho nó khiêng, mà khiêng nó thấp thì nó đỡ hơn khiêng cao qua cái đầu của mình. Thì đó là những cái mà mình chỉ. Ngủ thì ngủ thẳng như nãy mình đã nói rồi, thì bây giờ mình chỉ mấy cái bài tập ở nhà để dạ cho vâng. bệnh nhân, tại cũng hết giờ. Dạ vâng. Cái thứ nhất á, thì cái đó là mình đứng, thường người Việt mình thì không có cao bằng cái cửa, cho nên mình có thể kiếm một cái corner, cái góc tường á, nó có hai cái tường với nhau á, mình để hai cái tay ngang với lại cái đầu của mình, xong rồi mình ấn cái người mình vô trong, mình ưỡn người để cho cái ngực của mình nó giãn ra, và cái
cái lưng của mình nó được kẹp lại đằng sau á, nó giống như nó bóp lại, nó thắt lại đằng sau. Thì đó là động tác thứ nhất. Động tác thứ hai á là bắt đầu mình để hai cái tay đằng sau, mình ưỡn ra, mình ngồi ở ghế mình xong mình ưỡn nó ra. Thì động tác thứ ba động tác thứ ba là mình đứng dậy xong mình giơ cái tay lên. Dạ vâng. Thì đó là cũng là giống như mình để cái tay ngay cái tường á, rồi mình đẩy nó lên thôi. Có cần đưa thẳng cái tay lên không hay là cong cong kiểu đó? Thẳng lên, càng dạ vâng. Thẳng càng tốt để dạ cho vâng. Cái lưng của mình nó được giãn thôi. Rồi cái động tác thứ tư á thì mình move cái slide cái show lên. Chị bác sĩ cứ nói chỉnh. Dạ. Thì cái động tác thứ tư á là mình bắt đầu mình đứng xong mình kẹp cái tay mình tự cái vai mình ưỡn nó ra làm mình sao. Gồng rồi làm sao. Rồi còn động tác kế nữa là mình để hai cái tay ngược ra đằng sau rồi thì nằm nó cũng xuống. Làm giãn rồi cái kế nữa là mình cho giãn cái lưng thì mình gù cái người mình xuống, mình cong cái người mình xuống cái đầu gối của mình. Cái này là mấy cô tập bụng eo nhỏ là hay tập cái này. Dạ. Thì cái này rất là đơn giản nhưng mà nó cũng giãn cho mình dữ lắm. Rồi cái kế nữa là mình quỳ giống như hai chân và hai tay, mình khom cái người xuống, xong bắt đầu mình nâng cái tay phải á, thì chân trái, rồi xong mình đổi qua tay trái chân phải. Cho nên là mình tập cái kiểu đó mình sẽ làm cho cái lưng của mình nó mạnh hơn. Dạ vâng. Đó là một cái trong những cái mà rất là làm cho tốt hơn cái lưng của mình, nó mạnh hơn. Xong kế nữa là cái dây thun. Thì cái dây thun á mình cầm nó đằng đây xong rồi mình quay nó ra. Mình cứ vậy mình kéo nó mình ra. Mình máng vô. Máng vô cái cửa hay gì đó, nhưng mà là cái dây thun có hai cái. Thường cái đó mình mua ở Academy nó có. Xong rồi cái tay mình á là cứ kéo nó ra thôi. Kéo nó ra. Thì nó gọi là rowing exercise. Exercise đó rất là tốt để cũng làm mạnh thêm cái bắp cơ ở đằng sau. Hân Yên thấy là những động tác vừa rồi đó nó dễ tập là bởi vì quý vị có thể nằm trên giường coi TV, quý vị vừa coi vừa tập, hoặc là quý vị nằm trên sofa, quý vị có thể mà ngồi thẳng chân ra để ưỡn người cong lại. Những cái động tác đó có thể mà quý vị có thể tập bất cứ lúc nào thì quý vị tiện thể là quý vị cứ tập. Theo lời chị hướng dẫn của bác sĩ Giang đó thì Hân Yên nghĩ rằng là cái bài tập vừa rồi cũng rất là dễ. Thì chúng tôi còn dành 30 giây cuối cho bác sĩ Giang kết thúc chương trình. Dạ. Cảm ơn Hân Yên đã điều khiển chương trình và cảm ơn khán giả đã coi cái chương trình này. Và hy vọng là tất cả những cái chương trình mà Giang đem đến cho khán giả nó đem một phần nào hữu ích đến cho cái đời sống hàng ngày và cũng cho những cái chứng đau nhức của khán giả của Đài Bích Quang. Dạ vâng, chúng tôi phải gọi là cảm ơn bác sĩ đau nhức. Bởi vì khán giả đôi khi là gọi vào đài nó là cho tôi cập hỏi số điện thoại của bác sĩ đau nhức chứ không hỏi là bác sĩ Giang, cho nên là cái tên nó xấu quá. Cảm ơn bác sĩ Giang. Dạ, và kính thưa quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đau nhức lần tới do bác sĩ Giang phụ trách để mà hướng dẫn quý vị, chia sẻ quý vị những tin tức về chứng bệnh đau nhức. Và Hân Yên xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. We'll be right back.